Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Á Châu. Tại Ấn Độ, sập nhà cao tầng tại tiểu bang Utah Pradesh, 14 người đã bị thương vong. Một tòa nhà nhiều tầng đã bất ngờ bị sập ở tiểu bang Utah Pradesh, miền Bắc của Ấn Độ, khiến ít nhất là 2 người thiệt mạng, 12 người khác bị thương. Nhiều người khác có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo một giới chức địa phương, thì những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương trong khi một số người khác thì có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. vị giới chức này cho biết thêm rằng công tác cứu nạn đang được tiến hành tại hiện trường gần thủ phủ Lucknow của tiểu bang Utah, Pradesh. đây là vụ sập nhà cao tầng thứ hai xảy ra tại Ấn Độ trong hai ngày vừa qua. trước đó thì vào ngày 3 tháng 9 một nhà hai tầng đã đổ sập tại tiểu bang miền tây Maharashtra khiến cho ít nhất là hai người thiệt mạng và năm người khác đã bị thương vâng tiếp theo phần tin á châu giới tình báo của nam hàng cho biết như sau bộ trưởng bộ quốc phòng của nga là ông shoigu đã đề nghị một cuộc diễn tập hải quân chung với cộng sản bắc hàn và trung cộng khi gặp gỡ chủ tịch cộng sản bắc hàn là kim jong un giám đốc cơ quan tình báo quốc gia của nam hàng là ông kim chu khung cho hay trong một buổi họp kín trước ủy ban tình báo quốc hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga là ông Sergei Shoigu đã đưa ra lời đề nghị nói trên khi gặp trực tiếp Chủ tịch Cộng sản Bắc Hàn là Kim Jong-un. Theo dân biểu của đảng cầm quyền Yu Yang-hun cho hay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga là ông Sergei Shoigu cho biết rằng các cuộc diễn tập chung quân sự với Cộng sản Bắc Hàn đang trong tiến trình thảo luận. Ông ta cũng nói thêm rằng cuộc tập trận quân sự thường kỳ có tên gọi là Zapad giữa Nga và Belarus sẽ không tổ chức trong năm nay. Ông Shoigu từng đến thăm đất nước Bắc Hàn từ ngày 25 cho tới ngày 27 tháng 7 nhân kỷ niệm 70 năm ngày chấm dứt chiến tranh Bắc Hàn. Ngoài quân đội Nga thì Trung cộng cũng cử phái đoàn do phó chủ tịch Quốc hội là ông Lý Hồng Trung dẫn đầu tới thăm đất nước Bắc Hàn từ ngày 26 tháng 7 nhân kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định đình chiến. Đây là lần đầu tiên. Công sản Bắc Hàn mời các phái đoàn nước ngoài đến thăm từ khi đóng cửa biên giới để ngăn chặn đại dịch COVID-19 hồi năm 2020. Cựu lãnh đạo Miến Điện ông San Suu Kyi đang bị đau bệnh. Thưa quý vị, bà ông San Suu Kyi là cựu lãnh đạo Miến Điện đang bị giam cầm, đang đau bệnh và yêu cầu được bác sĩ bên ngoài chữa trị đã bị giới cầm quyền quân sự bác bỏ. Một nguồn tin thân tín và chính trị đã bị lật đổ trung thành với bà cho Reuters biết vào hôm 5 tháng 9. Thay vào đó, thì người đoạt giải Nobel, 78 tuổi, đã được một vị bác sĩ của nhà tù điều trị. Nguồn tin không nêu tên cho biết, bà ấy đã bị sưng nướu, ăn uống kém và cảm thấy choáng ván kèm theo nôn mửa. Người phát ngôn của chính quyền quân sự Miến Điện không trả lời các cuộc gọi của Reuters. Quốc gia Đông Nam Á này đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ đầu năm 2021 khi mà quân đội lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San và đàn áp những người chống đối sự cai trị của quân đội với hàng ngàn người đã bị bỏ tù hoặc là bị giết. Bà Aung San đang chịu án tù 27 năm có liên quan đến 19 tội hình sự. Bà đã phủ nhận tất cả các cáo buộc mà bà đã bị kết án từ kích động và gian lận bầu cử cho đến tham nhũng và đã kháng cáo các bản án này. Vào tháng 7, bà đã bị chuyển sang quản thúc tại nhà từ nhà tù ở thủ đô Napito. Chính phủ thống nhất quốc gia lưu vong của Biển Điện được thành lập bởi những người phản đối sự cai trị của quân đội và những người còn sót lại của chính phủ trước đây của bà Aung San Suu cho biết. Việc chăm sóc sức khỏe và an ninh cho những người bị giam giữ chính trị là trách nhiệm của chính quyền quân sự. Ông Kiyozor, là người phát ngôn của chính phủ thống nhất quốc gia, đã nói với Reuters như sau cộng đồng quốc tế nên gây áp lực lên chính quyền về việc chăm sóc sức khỏe và an ninh cho tất cả những người bị giam giữ chính trị, bao gồm cả bà Aung San Suu Kyi. Hải quân của Hoa Kỳ và Philippines tuần tra chung tại khu vực Biển Đông. Quân đội Philippines cho hay tàu hải quân của Philippines và của Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc tuần tra chung trên khu vực Biển Đông. Lực lượng vũ trang thuộc Bộ Tư lệnh miền Tây của Philippines cho hay đây là lần đầu tiên Quân đội Philippines và Hoa Kỳ thực hiện cuộc tuần tra chung ở vùng biển phía Tây của đảo Palawan. Chiếc tàu khu trục mang phi đạn dẫn đường BRP Jose Razo của Hải quân Philippines và một chiếc tàu khu trục mang phi đạn dẫn đường lớp Ali Brook USS Ralph Johnson của Hải quân Hoa Kỳ đã tham gia cuộc tuần tra chung ở Biển Đông. Quân đội Philippines cho biết như sau, sự kiện này nhằm tạo cơ hội cho hải quân của Philippines và hải quân của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thử nghiệm cũng như hoàn thiện về học thuyết hàng hải hiện nay. Cuộc tuần tra này diễn ra trong lúc tình hình căng thẳng gia tăng giữa Philippines và Trung Cộng ở khu vực Biển Đông. Trong khi Trung Cộng tìm kiếm mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với Philippines, thì Philippines đã phàn nàn về những hành động từ tàu thuyền của Trung Cộng tại khu vực Biển Đông. Quay sang Malaysia, thì nước này phải tuyển thợ dệt may, kim hoàng và cắt tóc từ nước ngoài. Thưa quý vị, Thủ tướng Malaysia, ông Anwar Ibrahim vừa ký phê chuẩn đề án tuyển dụng lao động từ nước ngoài đến Malaysia làm việc trong các lĩnh vực như là dệt may, thợ kim hoàng và cắt tóc. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Anh Hoa cho rằng phê chuẩn này chỉ là một phần đề án tuyển dụng vì thanh niên địa phương phải được đào tạo để lấp chỗ trống trong ba lĩnh vực nói trên trong thời gian tới đây. Đồng thời, ông khẳng định việc đào tạo nghề phải được phối hợp giữa các bộ ban ngành liên quan và cần được trao cho giới trẻ. Chính phủ Malaysia cho biết, nước này hiện cần khoảng là 15.000 lao động nước ngoài cho các lĩnh vực như là dệt may, thợ kim hoàng và thợ cắt tóc. Ban ngành này đã phải đối mặt với nhiều vấn đề trong vài năm vừa qua, sau khi mà việc tuyển dụng bị đóng băng do đại dịch Covid-19. Theo quy định mới của Malaysia, thì lương tối thiểu của lao động nước ngoài làm việc tại Malaysia đã tăng lên là 1.500 OM cho một tháng, tương đương với khoảng là hơn 3.000 Mỹ Kim cho một tháng, thưa quý vị tin đến từ tokyo cho hay chính phủ nhật bản khiếu nại trung cộng lên tổ chức thương mại thế giới wto về lệnh cấm hải sản chính phủ nhật bản khẳng định việc trung cộng cấm hải sản của nhật bản liên quan tới vụ xả nước thải chứa chất phóng xạ đã qua hà làm sạch từ nhà máy điện nguyên từ fukushima ra biển là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được bộ ngoại giao của nhật bản cho hay họ đã khiếu nại lên tổ chức thương mại thế giới wto về việc trung cộng cấm hải sản của nước nhật và theo hãng tin Reuters cho hay, để phản bác thông báo vào ngày 31 tới tháng 8 của Trung Cộng gửi cho WTO về các biện pháp đình chỉ nhập cảng hải sản của Nhật Bản, thì chính phủ Tokyo cho hay họ sẽ giải thích lập trường của mình với các ủy ban liên quan của WTO, đồng thời kêu gọi Trung Cộng hãy bãi bỏ ngay lệnh cấm nói trên. Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết rằng, Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu Trung Cộng phải tổ chức các cuộc thảo luận về lệnh cấm nhập cảnh liên quan tới việc xả nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima dựa trên cơ sở các điều khoản của hiệp định thương mại đối tác kinh tế toàn diện trong khu vực. Vào ngày 24 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản đã bắt đầu xả ra biển hơn 1 triệu tấn nước thải có chất phóng xạ đã qua làm sạch từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima. 12 năm sau dần sóng thần quét qua nhà máy điện nguyên tử này, thì hơn 1 triệu 300 ngàn tấn nước bị nhiễm phóng xạ từ tiến trình làm mát các lò phản ứng bị nóng quá mức tại nhà máy này đã được tích lũy. Do đã đạt đến 96% sức chứa nên sẽ không còn chỗ trống để chứa lượng nước được thu hồi từ đầu năm 2024, cho nên Nhật Bản cần phải xả 1 triệu 300 ngàn tấn nước thải đã loại bỏ 62 nhân tố phóng xạ tức là chỉ còn một số đồng vị phóng xạ đó là tritium và các dấu vết phóng xạ khác ra đại dương. Chính phủ Tokyo cam kết uh, tiến trình xả nước thải bảo đảm sự an toàn. Lượng nước bị nhiễm phóng xạ nhẹ này sẽ được pha loãng đối với mức an toàn hơn so với tiêu chuẩn của quốc tế, tức là 1.500 becquerel là đơn vị đo độ phóng xạ cho mỗi lít, tức là thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn an toàn là 60.000 becquerel mỗi lít. Giám đốc của Nhật đã tử nạn khi mà cố cứu nhân viên người Việt bị nước cuốn. Thưa quý vị, ông Rio Moriyama, 46 tuổi, là vị giám đốc một công ty Nhật mới đây đã bị thiệt mạng khi mà cố gắng cứu một nhân viên người Việt bị nước cuốn khi dã ngoại ven sông ở tỉnh Wakayama. Giám đốc Rio Moriyama cùng 5 đồng nghiệp trong công ty ở quận Hirano, Osaka đã rủ nhau đi dã ngoại, đứng thịt ở bờ sông Hikada chạy qua thị trấn Hikadagawa, tỉnh Wakayama. Khi mà cả nhóm xuống nước vui đùa, hai người đã bị nước cuốn trôi ở khúc sông hẹp, sâu rộng khoảng 2.5 mét. Ông Moriyawa đã dùng ván lướt sóng đuổi theo để cứu họ, nhưng ván đã bị lật và bị nước nhấn chìm. Một người tự bơi được vào bờ, trong khi giám đốc Muriyana và nhân viên người Việt Nam 23 tuổi thì lại bị cuốn trôi và được tìm thấy ở hạ lưu sông. Hai người được trực thăng chở đến bệnh viện để cấp cứu, song ông Moriyama đã bị thiệt mạng, người thanh niên người Việt đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát Nhật Bản đang mở rộng điều tra vụ tai nạn này, thưa quý vị. Và đó là những bản tin liên quan đến châu Á. Sau phần quảng cáo, thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý vị phân tin Việt Nam. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.